vì mình là người làm thuê đâu dám cãi lời ai. Chỉ mong sao ngày lại ngày trôi qua, ta làm thêm chút tiền lương gửi về cha mẹ già. Đàn em thơ đang tuổi học hành, để mắt canh giữ cả tô mì gói, cũng nguyện phúc lắm rồi. Chấp nhận mà thôi.